Vậy mấy quyển đấy mua rồi, mua hàng khác đi. Xem hàng nào có chuyện thì mua quyển đấy, dày lắm, mua quyển mỏng vẽ hình thôi. Xem quyển nào có công chúa ấy. Công chúa tô màu ấy, con đọc được đâu. Bây giờ xem quyển nào tô màu ấy. Đi cửa hàng khác, nhiều cửa hàng mà. Cửa hàng nào có hình ấy, con tô màu ấy, con không đọc được đâu. Vâng. Cái sách đấy không đọc được, xem có hình nào tô màu ấy. Có quyển đấy không được đâu. Ôi mua đây rồi gì nữa. Ít gì mà ít. Mua nhiều con về con có đọc được đâu. Con chỉ tô màu được thôi. Làm từ thiện mất à. Đấy, tí nữa bảo mẹ, để tí nữa bảo mẹ ra trả tiền. Để tí nữa bảo mẹ ra trả tiền nhá. Tìm chọn quyển nữa đi, xong rồi bảo mẹ ra trả tiền. Chọn quyển nào đẹp đẹp vào. Bỏ cái quyển kia lên trên đi, chọn quyển khác đi. Cứ để đây thì nó thanh toán tiếp. Chọn quyển khác nha, thì nó bảo mẹ ra gửi. Chuyện con không đọc được đâu, con chỉ tô màu được thôi. Thank you.
Có biết đọc chữ không? Ôi, tuổi dậy thì biết. Ra bảo mẹ giả tiền, gọi tìm mẹ đi, để đây tí nữa bảo mẹ giả tiền thì ra lấy nhá, cứ để đây tí nữa, rồi ra 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 gọi mẹ, tìm mẹ đi. Ơi đẹp chưa, hoa sen đấy, rất là đẹp luôn này, hoa sen ở văn miếu Quốc Tử Giám này, đẹp chưa? Đẹp nhỉ, nhiều cá nhỉ, bao nhiêu cá nhỉ? Đấy, con chim nó bay. Đây là Hồ Văn ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đẹp chưa? Quá đẹp. Câu cá. Đẹp nhờ. Kiếp. 1, 2, 3, 4. 2 bài gì nhỉ? Em đứng đây em hát bài gì nhỉ? Ừ, ABC. Hoan hô. Hát bài gì tiếng Anh nữa nhỉ? Hát bài gì? Hay nhỉ? Hát bài gì nữa nhỉ? Ca sĩ Tú Linh hát bài gì? Úi giời. Ca sĩ Tú Linh hát bài gì nhỉ? Tìm mẹ đi, mẹ kia. Kìa mẹ cả chị bông kìa. Đấy đằng trước kìa. Kìa. Nhìn chưa? Nó bảo mua ít quá, bảo mua thêm. Con thích chuyện gì? Cháu chỉ tô màu thôi. Đấy ạ, rồi. Tô màu thì một bầu trời này con ơi. Đây đây con ơi. Đấy. Đấy con chọn đi, con chọn quyển nào bên này này. Dạ vâng ạ, cảm ơn cửa. Có Xuân Hạ Thu Đông đấy chị ạ. Mẹ ơi mẹ cho cha. Thank you.
Cẩn thận đi ngã. Đấy, lên sân khấu chơi được. Lên sân khấu biểu diễn. Càng cẩn thận rơi, cẩn thận ngã nha. Cẩn thận đừng đẩy em con ngã bây giờ. Không được đẩy nhau thế nhá. Đẩy ngã là đi vào viện gãy tay gãy chân ấy. Nào biểu diễn hát bài gì nào. Tú Linh ơi, đứng đây. Tú Linh ơi, hát bài về bài gì nhỉ? Đứng đây đúng quay nhanh lên. Đứng ở giữa.